Phim Việt trở lại đường đua hè 2023 với sự xuất hiện của Fanti. Cuối tháng 7 năm 2023, bộ phim Fanti dự kiến sẽ có mặt tại các rạp trên cả nước, đánh dấu sự trở lại đường đua phim hè năm 2023 của phim Việt sau hơn 2 tháng thị trường vắng bóng các tác phẩm điện ảnh trong nước. Mới đây, nhà sản xuất phim điện ảnh Fanti vừa tung poster, trailer chính thức và ấn định lịch công chiếu vào cuối tháng 7 này. Fanti là dự án phim dài đầu tay của đạo diễn Việt Kiều Andy Nguyễn và bộ phim được kỳ vọng lớn khi có sự góp mặt của nhiều ngôi sao trẻ triển vọng. Bộ phim cũng đánh dấu sự trở lại màn bạc của Nguyễn Lâm Thảo Tâm, fashionista Hồ Thu Anh cùng nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh và nam diễn viên Võ Điển Gia Huy. Fanti là bộ phim Việt hiếm hoi mạnh dạn đi theo thể loại drama thriller, giật gân, khai thác chủ đề nội ám ảnh số của người trẻ muốn dấn thân vào hào quang showbiz. Theo đánh giá, phim sẽ là tác phẩm drama thriller đáng chờ đợi nhất mùa hè này dành cho những người trẻ với nội ám ảnh mạng xã hội. Đúng như lời hứa hẹn về một bộ phim giật cân nặng đô, đạo diễn Andy Nguyễn đã mang đến những thước phim nhá hàng thoát tim và ngập tràn kịch tính trong trailer chính thức của Fanti. Theo trailer giới thiệu, Fanti xoay quanh câu chuyện của Ánh Dương, Thảo Tâm, một hot girl mạng xã hội đang tìm kiếm con đường dấn thân vào showbiz. Cùng thời điểm con số follower, người theo dõi, tăng chóng mặt trên Instagram, cuộc sống của Ánh Dương bị đảo lộn khi xuất hiện một kẻ sơ tăng cơ, rình rập, thường xuyên giúp đỡ cô. Với những hành tung bí ẩn và những tin nhắn ám muội, nhưng liệu hắn là một phán, người hâm mộ, hay là một kẻ anti-phán, người tẩy chay? Hàng loạt bất trắc, biến cố ập đến khiến Ánh Dương rơi vào cơn hoảng loạn tột độ. Với màu sắc nội dung mới lạ cùng nguồn năng lượng đến từ ekip trẻ tuổi, Fanti hứa hẹn sẽ giải cơn khát phim Việt sau hơn 2 tháng hè các rạp vắng bóng phim nội địa. Ngoài ra, sự xuất hiện của nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh trong vai bà Hạnh, mẹ ruột Ánh Dương cũng làm nhiều người tò mò. Người phụ nữ này có vẻ ngoài mực thước, trông khá nghiêm khắc, mỗi lần cất giọng đều rất cứng rắn và mang tính răn đe con gái mình. Trong trailer, mối quan hệ giữa Ánh Dương, Thảo Tâm và Kim Khánh, Hồ Thu Anh được mang lên một tầng, căng thẳng mới khi Hồ Thu Anh nhiều lần dằn mặt đồng nghiệp, thẳng thắn xúc phạm và đe dọa Ánh Dương bằng những từ ngữ nặng nề. Những mảng tối, góc khuất ở mỗi bối cảnh quay được đạo diễn Andy Nguyễn tận dụng tối đa để tạo ra sự hồi hộp. Về hào nhoáng, bóng bẩy của ánh đèn phim trường, những bữa tiệc tùng bất tận đối lập với không gian lạnh lẽo, u tối trong ngôi nhà cũng như chính tâm hồn Ánh Dương. Tác phẩm thriller của đạo diễn Andy Nguyễn đánh dấu sự trở lại ấn tượng của Thảo Tâm lẫn Hồ Thu Anh sau màn chào sân điện ảnh với Sài Gòn trong cơn mưa. Chia sẻ về vai nữ chính đầu tiên của mình, Thảo Tâm thổ lộ, Ánh Dương là một cô gái đầy mâu thuẫn. Nhưng Tâm lại cảm thấy sự mâu thuẫn đó giúp Ánh Dương trở nên người hơn. Là một cô gái trẻ chập chững bước vào con đường sự nghiệp đầu đời và cả những mối quan hệ xã hội phức tạp, Ánh Dương cũng phạm nhiều sai lầm. Nhưng không có nghĩa cô ấy là người xấu. Bất kỳ nhân vật nào cũng vậy, Tâm nghĩ chắc rằng khán giả có người sẽ cảm thương, cũng có người sẽ phản đối. Nhưng Tâm nghĩ ai cũng sẽ thấy một phần những bối rối tuổi trẻ của chính mình trong Ánh Dương. Tác phẩm chính thức công chiếu trên toàn quốc vào ngày 28 tháng 7.